Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội thanh tra việc bán thuốc Monopiravir. Loạn kích test độc quyền phát hiện Omicron trên mạng, chuyên gia lên tiếng. F0 tại Hà Nội phải tự xoay sở sau hơn chục cuộc gọi vẫn chưa được cấp thuốc. Chính quyền các địa phương đừng chỉ vì cái ghế mà làm khó người dân về quê ăn Tết. Thành phố Hồ Chí Minh thanh tra đột xuất việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19. Và sau đây là phần nội dung chi tiết, xin mời quý vị khán giả cùng đón xem. Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội thanh tra việc bán thuốc Monopiravir. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 1, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có văn bản yêu cầu tiếp tục tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19. Hiện nay, thuốc Monopiravir mới đang được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai không bán trên thị trường. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc kinh doanh thuốc, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng chống COVID-19. Trong đó, xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, tăng giá thuốc bất hợp lý. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Cục cũng đề nghị các đơn vị gửi báo cáo các kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Cục cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng, tập trung thanh tra, kiểm tra, thông tin về việc bán thuốc Monopiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội. Xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc chưa có giấy phép lưu hành, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và báo cáo về Bộ Y tế ngay khi có kết quả. Loạn kích tết độc quyền phát hiện Omicron trên mạng, chuyên gia lên tiếng. Những ngày qua, khi hàng chục ca nhiễm biến chủng Omicron được ngành y tế Việt Nam công bố, người dân bắt đầu có tâm lý lo lắng, không biết mình có bị nhiễm biến chủng mới hay không. Cũng từ đây, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều người rao bán kit test nhanh COVID-19, được quảng cáo có thể phát hiện nhiễm biến chủng mới. Chỉ cần tìm kiếm bằng từ khóa kit test Omicron, sẽ xuất hiện hàng chục người rao bán một loại kit xét nghiệm có tên BioHub, với lời quảng cáo là loại test nhanh duy nhất phát hiện được biến chủng trên. Trong vai người mua, phóng viên liên hệ một số điện thoại được đính kèm bài quảng cáo từ chủ tài khoản tên T. Bên kia đường dây, anh T xác nhận mình là người đăng bài bán loại kit test nhanh trên. Nam thanh niên cho biết BioHub là loại kit test chuẩn nước ngoài nhưng được sản xuất tại một nhà máy ở Hà Nội. Anh T cam đoan kit test này rất nhạy, có thể lấy mẫu xét nghiệm bằng cách chọc mũi lẫn lấy dịch nước bọt vùng họng. Kit này được bán với giá 65.000 đồng một bộ. Khi nghe khách nói đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, T cho biết sẽ chuyển cho đầu mối trong Nam liên hệ lại. Vì muốn mua trực tiếp từ Hà Nội thì phải mua số lượng lớn. Cũng là loại kit cùng tên với mẫu mã quảng cáo tương tự, người phụ nữ có tên tài khoản là NT lại cho phóng viên biết, kit test BioHub mà chị bán nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, giá 130.000 đồng một kit test. Chị T khẳng định hiện tại chỉ có loại kit này gặp người mắc biến chủng Omicron mới lên 2 vạch, còn các kit sản xuất trước đó sẽ chỉ hiện một vạch hoặc không có vạch nào. Nhưng cũng quảng cáo duy nhất test được Omicron, tài khoản LVV lại cho bán bộ kit test tên là Lilo Biotech là hàng Hà Lan công nghệ Đức. Người này cho biết sản phẩm này được xuất khẩu đi nhiều nước, có giấy chứng nhận và hiện rất chảy hạn, nên khách muốn mua phải đặt gấp. Trong khi đó, tài khoản MX có tiết lộ thêm một loại test nhanh tên là Ganedia, cũng có thể phát hiện biến chủng Omicron xuất xứ từ Hàn Quốc. Xoay quanh vấn đề trên, Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế cộng đồng Đại học Y Dược TP.HCM khẳng định, dựa theo các thông tin của WHO và nghiên cứu từ nhiều quốc gia, các test nhanh kháng nguyên COVID-19 được cấp phép sử dụng phổ biến trước giờ vẫn còn có hiệu quả phát hiện Omicron. Do đó, không có chuyện một sản phẩm kit test nào độc quyền trong việc nhận diện nhiễm bệnh biến chủng mới. Ông Dũng cho biết, đối với người dân, việc tìm cách biết mắc COVID-19 chủng gì không cần thiết, vì dù là chủng nào cũng phải thực hiện tự cách ly, thực hiện 5K trong gia đình, dinh dưỡng và uống nước đầy đủ, điều trị triệu chứng cũng như theo dõi diễn tiến để nhập viện kịp thời khi chuyển nặng. Bên cạnh đó, việc tìm chủng mắc bệnh cũng nằm ngoài khả năng của người dân và cả các bệnh viện, bởi chỉ có viện nghiên cứu mới làm được việc giải mã trình tự gen để phân biệt Omicron và Delta. Phân tích chi tiết hơn, Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Cao Văn Anh, Phó trưởng Bộ môn nhiễm Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, nguyên tắc của test nhanh là phát hiện kháng nguyên, tức một protein trên bề mặt vỏ virus SARS-CoV-2. Test nhanh được sản xuất phù hợp định tính chung cấu trúc của virus
và biến chủng nào thì cũng tuân theo cấu trúc này. Vì vậy, không có loại kit test riêng biệt nào chỉ dùng để phát hiện biến chủng Omicron. Kit test cũng chỉ giúp cho phát hiện một người có nhiễm COVID-19, không thể phân biệt được người đó mắc biến chủng cụ thể nào nếu không giải trình tự gen. Theo chuyên gia, hiện tại chỉ có thể khẳng định chủng Omicron dễ lây lan hơn Delta 70 lần, nhưng triệu chứng trước mắt là thấy nhẹ hơn. Nhưng nếu phát hiện nhiễm bệnh thì con đường điều trị đều như nhau. Chuyện tìm biến chủng nào chỉ quan trọng trong những người làm nhiệm vụ tầm soát trong cộng đồng để hoạch định chính sách chống dịch, v.v. Còn bản thân người bệnh chỉ cần quan tâm mình thuộc đối tượng nào, có yếu tố nguy cơ gì để khi phát hiện mắc COVID-19 thì báo ngay với lực lượng y tế phường và được cấp thuốc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sớm. F0 tại Hà Nội phải tự xoay sở sau hơn một chục cuộc gọi vẫn chưa được cấp thuốc. Thưa quý vị, sau 3 ngày nghỉ Tết, anh DWT, một nhân viên văn phòng hiện sinh sống tại một quận nội thành Hà Nội, xuất hiện tình trạng người đau nhừ, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Cảm thấy bất an, anh tự làm test nhanh COVID-19 thì bất ngờ cho kết quả hai vạch. Việc đầu tiên tôi làm là tìm nơi xét nghiệm PCR. Sau khi lên mạng tìm kiếm thông tin, rồi qua bạn bè giới thiệu, tôi gọi điện đến một đơn vị đến nhà lấy mẫu. Việc thứ hai là lên mạng tìm kiếm các số đường dây nóng, gọi tổng đài 1022, ấn phím 2, rồi ấn phím 3 đủ cả, nhưng không nhận được sự hồi âm, anh T chia sẻ. Sau đó anh T tiếp tục tìm số điện thoại của trung tâm y tế quận, trạm y tế phường để báo về kết quả test nhanh dương tính. Sau một hồi, anh T kết nối được với một cán bộ của quận và được người này cung cấp một số điện thoại khác để gặp cán bộ phường ở nơi cư trú. Gọi theo số điện thoại được quận cho, tôi được một chị thông báo là cứ gọi trực tiếp đến số các bạn ở trạm y tế phường, nếu thấy máy bận thì có thể cứ gọi đi gọi lại. Nhưng mọi cuộc gọi trong suốt hôm đó tới trạm y tế đều báo đường dây bận, anh T cho hay. Cố gắng liên lạc bằng các cách, cuối cùng anh T đã kết nối được với một nhân viên y tế. Tuy nhiên, sau khi khai báo các thông tin về bệnh nền, tiền sử tiêm vaccine v.v., anh T vẫn chưa được hướng dẫn điều trị cấp phát thuốc vì phải chờ kết quả PCR. Sang ngày hôm sau, anh T có kết quả xét nghiệm PCR dương tính, gửi kết quả đến cán bộ tiếp nhận thông tin ở phường. Anh T cũng chỉ được thông báo trường hợp của anh, em sẽ báo lên quận. Sau một ngày đau sốt, đau người, đến chiều và đêm ngày thứ hai ho nhiều, sang đến ngày thứ ba sức khỏe anh T ổn định hơn, không còn đau đầu và ho nhiều nữa. Tuy nhiên, 3 ngày trôi qua, thực hiện hơn chục cuộc gọi, anh T chưa hề nhận được hướng dẫn điều trị từ cán bộ y tế hay bất kỳ túi thuốc nào. Trong thời gian tự xoay sở, tôi có vào nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà để tìm hiểu thông tin. Tôi chỉ uống các loại vitamin tổng hợp, uống nhiều nước, ăn hoa quả. Rất may là đến bây giờ sức khỏe đã ổn định, anh T chia sẻ. Chung cảnh tự xoay sở, bà TTT sống tại Hà Nội có chồng phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh từ ngày 1 tháng 1. Đến ngày 3 tháng 1, bà T cũng có kết quả dương tính. Sau khi tự cách ly tại phòng riêng, vợ chồng bà T cố gắng liên hệ với y tế phường nhưng không có sự chỉ dẫn cụ thể. Do đó, bà T đành phải lên các hội nhóm tư vấn điều trị F0 để được trợ giúp. Tuy nhiên, bà T cũng bày tỏ sự thông cảm với việc chưa nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ y tế cơ sở, vì cho rằng các cán bộ y tế đang quá tải. Tình trạng F0 tại Hà Nội khó tiếp cận được thuốc điều trị tại nhà từ y tế cơ sở không phải là trường hợp hy hữu. Tình trạng này càng phổ biến ở các quận nội thành, nơi số F0 đang tăng rất nhanh từng ngày. Trong các hội nhóm tư vấn điều trị F0 tại nhà, cũng không khó để tìm thấy các bài viết của F0 tìm sự trợ giúp về hướng dẫn điều trị và chậm được hỗ trợ từ cơ sở y tế. Theo số liệu tính đến ngày 6 tháng 1, Hà Nội hiện có 35.547 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Trong số đó có 25.792 F0 được theo dõi và điều trị tại nhà. Trao đổi với Dân Trí, Giám đốc Trung tâm Y tế một quận nội thành Hà Nội cho hay, lực lượng nhân sự của y tế cơ sở rất mỏng. Trong khi đó, số F0 tăng nhanh nên khó tránh khỏi tình trạng một số trường hợp chậm đáp ứng. Mỗi trạm y tế phường chỉ có 7-8 cán bộ, chỉ riêng việc triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 đã khó khăn, vị lãnh đạo này cho hay. Tuy nhiên, theo vị này, từ khi Bộ Y tế có hướng dẫn cho phép công nhận kết quả test nhanh để khẳng định F0, việc tiếp cận, điều trị và cấp phát thuốc cho F0 cũng được thực hiện nhanh hơn trước. Thêm vào đó, trường hợp một tuần trở lại đây, đoàn thanh niên của quận tham gia tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 cộng đồng đã giúp giảm tải khối lượng công việc của lực lượng y tế cơ sở. Việc tỷ lệ bao phủ vaccine tại thủ đô ở mức rất cao cũng là giúp hạn chế một số lượng F0 chuyển nặng, từ đó giảm bớt một phần việc cho lực lượng điều trị. Theo hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc quản lý theo dõi F0 tại nhà mới nhất của Sở Y tế Hà Nội, có 4 lực lượng chính tham gia quản lý theo dõi F0 tại nhà, bao gồm trung tâm y tế, trạm y tế, trạm y tế lưu động, tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 và mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Chính quyền các địa phương đừng chỉ vì cái ghế mà làm khó người dân về quê ăn Tết.
Càng đến gần dịp Tết Nguyên Đán, câu chuyện người dân về quê ăn Tết lại càng trở nên nóng khi tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Lo sợ người về quê ăn Tết có thể làm tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, nhiều địa phương đã ra những quy định mới có phần khắt khe hơn. Chẳng hạn Thanh Hóa có thư ngỏ gửi các tầng lớp nhân dân trong địa bàn thành phố Thanh Hóa và người dân thành phố Thanh Hóa đang làm việc tại các tỉnh ngoài, nước ngoài về việc tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết. Nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, điều này đã gây bão trong dư luận. Cũng tại Thanh Hóa, ngày 21 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Nga Phú, huyện Nga Sơn đã ban hành quyết định về việc cách ly y tế, tập trung tại nhà 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19 đối với công dân HTV. Người này đi từ Hà Nội về và đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Triền Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La ra văn bản yêu cầu người lao động địa phương này đi làm ở xa, muốn ăn Tết với gia đình, phải về trước ngày 10 tháng 1, tức mồng 8 tháng Chạp, tức trước Tết 22 ngày, để đảm bảo cách ly y tế. Tương tự, Quảng Nam cũng vận động dân vùng dịch không về quê ăn Tết. Về vấn đề, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng, khi chúng ta đã chấp nhận không zero, đã tiêm vaccine phòng COVID-19 thì chúng ta phải chấp nhận thực tế, số ca mắc COVID-19 có thể tăng cao. Chính phủ đã ra nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch COVID-19, trong đó nới lỏng tất cả các hoạt động kể cả đi lại, kiểm soát rủi ro. Chúng ta không ngăn sông cấm chợ chỉ vì tỷ lệ bao phủ vaccine đã cao. Vì thế, theo ông, các tỉnh cần thực hiện nghiêm quy định này, tránh mỗi nơi là một kiểu gây ảnh hưởng tới kinh tế cũng như an sinh xã hội. Ngoài ra, việc địa phương vận động hay ra quy định làm khó người dân về quê ăn Tết sẽ tạo ra một số tiện lệ không hay và gây dư luận không tốt. Vừa qua, Chính phủ, Bộ Y tế đã thổi còi một số địa phương đưa ra quy định không hợp lý về cách ly, xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về. Theo Tiến sĩ Phu, việc cách ly, xét nghiệm như thế nào, Bộ Y tế đã có quy định cụ thể. Cụ thể, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, v.v. hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Việc yêu cầu toàn bộ người vào địa bàn phải xét nghiệm vừa không cần thiết, vừa tốn kém, vừa gây tâm lý chủ quan phòng bệnh. Các địa phương nên tạo điều kiện cho lao động về quê đón Tết an toàn, Tiến sĩ Phu nhấn mạnh. Theo chuyên gia, tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng mỗi ngày. Vì thế, dù về quê ăn Tết, người dân vẫn không nên lơ là các biện pháp phòng chống dịch. Thích ứng trong tình hình mới, chúng ta không thể để giãn cách xã hội như trước. Tuy nhiên, người dân phải tuyệt đối tuân thủ 5K, mọi chỗ, mọi nơi, hạn chế tiếp xúc với đám đông. Giảm đi lại không cần thiết, không tổ chức các hoạt động đông người không cần thiết, không tổ chức ăn uống linh đình, hạn chế thăm nom tụ tập v.v. Vừa ăn Tết vui vẻ, vừa an toàn dịch bệnh. Ý thức của người dân lúc này là quan trọng nhất, không nên vì nghĩ là tiêm vaccine mà chủ quan lơ là. Việc không thực hiện tốt 5K sẽ làm lây lan mầm bệnh cho người khác, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người mắc bệnh nền, trẻ em hay những đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine, Tiến sĩ Phụ nói. Thành phố Hồ Chí Minh thanh tra đột xuất việc mua sắm kit xét nghiệm COVID-19. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký công văn gửi các cơ quan liên quan về việc tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR. Theo đó, từ đề xuất của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Thành phố giao cho Thanh tra Thành phố thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh tra kiểm tra đột xuất việc mua bán, sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, sử dụng kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR xác định COVID-19 tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Phối hợp hỗ trợ theo dõi đôn đốc các sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh các loại kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai dân chủ, tránh trùng lập, không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức cá nhân là đối tượng kiểm tra. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế công lập trực thuộc ra soát về quy trình, thủ tục mua sắm, về chất lượng, giá, tư cách pháp nhân, v.v. theo đúng quy định. Tập trung vào giá xét nghiệm và giá dịch vụ, xét nghiệm đang thực hiện tại các công ty cung ứng, các cơ sở sử dụng các loại xét nghiệm. Thực hiện sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện, v.v. phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo khoa học, đúng mục đích, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, thất thoát. Tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong năm 2022. Trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện v.v. phòng chống dịch, đặc biệt là các loại kit xét nghiệm, giá xét nghiệm và giá dịch vụ xét nghiệm,
tăng cường kiểm tra giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện v.v. phục vụ phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Công an Thành phố kiểm tra, xác minh việc đăng tải các thông tin liên quan đến mua bán thuốc điều trị COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện v.v. phục vụ phòng chống dịch không có nguồn gốc xuất xứ thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác. Xử lý nghiêm để răn đe các trường hợp vi phạm, phòng ngừa tiềm ẩn phát sinh tội phạm kinh tế và chức vụ.